Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. A Di Đà Phật. Hôm nay tôi vô cùng là pháp lạc được Thầy Nhật Từ và Đại chúng Chùa Giác Ngộ mời đến đây để có buổi pháp thoại với quý Phật tử, quý giáo tử. Tôi rất là pháp lạc. Pháp là gì? Pháp là chánh pháp, lạc là niềm vui. Vui đúng với chánh pháp. Ở ngoài đời thì là hoan lạc. Còn trong giáo pháp, cái niềm vui trong đạo pháp thì gọi là pháp lạc. Vui đúng với chánh pháp của Đức Phật thì gọi là pháp lạc. Tôi rất là pháp lạc. Và cũng xin chân thành tán thán công đức xuất gia gieo duyên của quý Phật tử, của các anh các chị. Bởi vì chúng ta nhìn vào thực tế mà nói, chứ không có viển vông. Vả lại Phật giáo là cái đạo thực tế. Phật giáo không tách rời thế gian để nói chuyện viển vông. Phật pháp bất ly thế gian pháp. Phật giác bất ly thế gian giác. Ly giác mít bồ đề, cáp như cầu thố giác. Phật giáo, Phật pháp ở tại thế gian này. Nếu rời thế gian mà tìm Phật pháp thì cũng như tìm lông rùa sừng thỏ thôi. Thỏ làm gì có sừng, rùa làm gì có lông. Cho nên nói chuyện Phật pháp là phải nhắm thẳng vào thế gian. Và Đức Phật cũng vì thế gian mà xuất hiện, vì cuộc đời này mà Ngài xuất hiện, chứ không phải vì bất cứ thứ gì khác. Nhìn vào thực tế, tôi thấy các vị giáo tử trẻ đẹp, có học thức, mà các vị dám cạo tóc xuất gia gieo duyên, một việc làm vô cùng hy hữu, việc làm vô cùng hy hữu, công đức lớn vô cùng. Các vị cứ tưởng tượng đi, xuất gia trong nhà Phật nó có xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Hôm nay tất cả các giáo tử ở đây có thể gọi là xuất thế tục gia. Cái thế tục gia nó dở sợ lắm. Chúng ta hãy hồi tưởng Thái tử Tất Đạt Đa vào một đêm khuya. Mọi người đang ngon giấc, hoàng cung đang yên tĩnh. Ngài thức dậy cùng với Sa Nặc lên ngựa trốn thoát khỏi cái thành Ca Tỳ La Vệ để xuất gia, xuất thế tục gia. Mà cái anh họa sĩ nào rất tinh tế, rất tinh tế. Anh có một bức họa Thái tử Tất Đạt Đa trước khi rời bỏ hoàng cung, đi trở vào phòng ngủ, nhìn vợ nhìn có một lần, thấy vợ đang ngủ, thấy con thơ đang ngủ trong lòng mẹ, vợ đang ngủ trong giấc ngủ rất say sưa, rồi buông màn xuống ra đi. Cái hình ảnh đẹp quá, vĩ đại quá.
Tới hôm nay 2600 năm hơn, mà tôi nhắc lại cái hình ảnh đó tôi xúc động như thường, quá xúc động. Người vĩ đại quá. Cái chữ vĩ đại không đủ để nói lên cái nhân cách tuyệt luân của Đức Phật. Không đủ, ngôn ngữ trần gian không đủ nói lên được. Kiểu như Vũ Hoàng Chương nói một câu: ngôn ngữ trần gian túi rách, đựng sau đầy hai chữ mẹ ơi. Ngôn ngữ trần gian không nói được cái hai cái tiếng mẹ ơi. Tiếng mẹ ơi nó nồng ấm, nó chân thực, nó bền vững, nó trong sáng, nó thiêng liêng. Chỉ hai chữ thôi. Cho nên Vũ Hoàng Chương biết trong cái xúc thần nào đó mà ông làm bài thơ trong đó có câu tôi kinh hồn: ngôn ngữ trần gian túi rách. Ngôn ngữ trần gian là một cái túi rách. Đừng không đầy hai chữ mẹ ơi, đừng. Chà, hai chữ mẹ ơi nó dữ quá. Đức Phật cũng vậy, Thái tử Tất Đạt Đa cũng vậy. Xuất gia, xuất thơ tục gia, ra khỏi nhà thơ tục khó lắm, khó lắm. Các vị đủ băng đỉnh ra không? Các vị làm thế này đây đã là dở sợ lắm rồi. Chứ dở sợ ở đây nghĩa là quyết chí hung á, chứ không phải dở sợ là người ta là hung dữ mà mình dở sợ. Các vị quyết chí hung, cái tâm mà hướng về chánh pháp, hướng về Phật mạnh lắm, mãnh liệt lắm trong tâm các vị mới dám cạo bỏ mái tóc. Một tuổi trẻ của các vị đầu xanh tuổi trẻ đẹp đẽ như thế này mà cạo mái tóc là một cái nét đẹp. Người ta phải đi uống, đi giận, đi tốn đủ thứ tiền để mà làm cho mái tóc nó đẹp. Trong khi các vị cạo bỏ, cái hành vi, cái hành động mà cạo bỏ mái tóc đã là kinh khiếp lắm rồi. Đã là chí hướng, hướng về sự cao thượng của giác ngộ mãnh liệt trong thâm tâm các vị rồi. Tôi tán dương là có lý do chứ không phải là tôi nói suông. Không phải tôi nói suông, hay là nói để cho các vị vui, không phải đâu. Ai thử làm cái đấy? Trên thế gian này hiện giờ trên 7 tỷ người, ai dám cạo tóc? Thử coi coi. Nếu không có một cái ý chí quyết liệt, nếu không có sự thẩm thấu tinh thần Phật giáo một cách đầy đủ, tương đối đầy đủ, thì có thể làm được không? Không làm được. Ta cũng định nhuộm tóc cho đẹp, mà huống nữa biểu ta bỏ sao bỏ. Chuyện đó không dễ đâu. Có như Đức Phật, Đức Thái tử Tất Đạt Đa, cái hình ảnh mà cái bức tranh đó tôi nhìn tôi xúc động biết rồi. Bây giờ tôi nói các vị tôi cũng xúc động. Do sợ thiệt. Cả một hoàng cung, cả một phi tần mỹ nữ, biết bao nhiêu là của tiền, biết bao nhiêu là quyền quý cao sang, biết bao nhiêu thứ mà thiên hạ trên thế gian thèm thuồng, đến độ người ta xô quân đuổi tướng ra trận. Có nhiều loại lý thuyết, có nhiều sự nhân danh để người ta chiếm lĩnh, đoạt lấy quyền bệnh, đoạt lấy tài vật. Và người ta sung sướng trên cái quyền bệnh đó, sung sướng trên cái tài vật đó. Người ta tận hưởng cái niềm hoan lạc của thế gian. Người ta thỏa mãn cái ngã tính của họ. Trong khi Tất Đạt Đa có đủ. Bỏ. Bỏ. Nói cái việc mà Ngài dám bỏ hoàng cung, quyết chí bỏ hoàng cung để đi tìm lời giải đáp. Đi, bởi vì không có kinh điển nào, không có một cái truyền thống giáo lý nào của Ấn Độ thời bây giờ đủ sức giải đáp cái sắc mắt của Ngài. Rigveda, Upanishad, hệ thống Veda, hệ thống tư tưởng Veda, hệ thống tư tưởng Upanishad, Ám Nghĩa Thư, không đủ sức thỏa mãn, giải đáp, thỏa mãn cái thắc mắc của Đức Thái Tử. Lúc đó chưa gọi là Phật. Không đủ. Tại vì nó mang tính thần quyền, nó mang tính thần bí. Mà thần quyền và thần bí thì nó không sát với thực tế.
Chẳng hạn như bây giờ, tại sao anh cũng là người, tôi cũng là người, mà anh đẹp trai, tôi xấu trai, anh thông minh, tôi ngu đần, anh giàu có cao sang, tôi bần hèn khổ sở? Ai giải thích chuyện này? Ai giải thích? Rít Vệ Đà không có giải thích. Vệ Đà, Upanishad không giải thích. Giải thích những cái chuyện mà nhà nho gọi là hình như thượng học. Hình như thượng học tức là cái tầng triết học ở phía trên, nó không sát với thực tế ở trên mặt đất. Chứ tôi không dám nói là phía dưới. Cái thực tế ở trên mặt đất mới là cái chính. Phật pháp, Phật giác tại thế gian, bất ly thế gian giác là như vậy đó. Phật giác ngộ là phát ngộ tại thế gian này, chứ không phải ly thế gian để có giác ngộ. Hơi thở ở trong con người mình chứ, lìa con cái xác thân này làm sao anh có hơi thở? Không thở được. Nói anh bỏ cái xác thân này anh vẫn có hơi thở là anh nói chuyện huyễn. Mà lại có xác thân, có hơi thở thì anh phải giải quyết chuyện xác thân của hơi thở, cho anh giải quyết cái chuyện viễn vông. Cho nên xuất thế tục gia là vấn đề rất khó. Khó ghê lắm. Điển hình là Đức Thái Tử Tất Đạt Đà. Hình ảnh đó nó hay quá, không thể tưởng tượng được. Thế giới ngày nay trên 7 tỷ người, chưa có người thứ hai. Chưa có người thứ hai làm được như Thái Tử Tất Đạt Đà. Chưa. Dứt khoát là chưa. Ở đây chúng ta không phải là mình đỡ tử Phật rồi mình ca tụng Đức Phật của mình, không phải. Chúng ta hãy khách quan một chút. Chúng ta là những người trí thức trẻ mà. Chúng ta thừa hiểu và sách sử của thế giới và thừa hiểu sách sử của Việt Nam và của các tôn giáo bạn. Chứ đâu phải chúng ta là những người ồ ồ cà cà không biết gì. Nói như vậy đó chi? Nói như vậy đó thấy rằng cái giá trị của xuất thế tục gia thôi. Chứ chưa, tôi chưa nói là xuất phiền não gia. Xuất thế tục gia nha các vị ở đây. Tuy rằng trong đoạn kỳ, nhưng mà nó cũng nói lên cái quyết chí của các vị, cái phát tâm bồ đề, tâm bồ đề của các vị. Tâm bồ đề là tâm gì? Nếu đem cái tâm bồ đề mà giảng thì nó dài dòng lắm, lâu lắm. Nhưng mà nó rút ngắn lại, tâm bồ đề là tâm hướng thượng. Tâm hướng thượng là tâm gì? Tâm không còn vị kỷ. Tâm muốn làm sao cho bản thân và mọi người được an lạc trong chánh niệm, trong chân lý mà Đức Phật đã khai mở. Đó là tâm bồ đề. Hãy nói một cách kinh điển, tâm bồ đề là tâm thượng cầu hạ hóa. Trên thì cầu thành Phật đạo, dưới thì hóa độ chúng sinh. Thì đó là tâm bồ đề. Thì hôm nay các vị là những người trẻ mà lại xuất gia giao duyên cả góp mái tóc. Cái việc làm đó hay quá. Khó lắm, không dễ đâu. Xuất thế tục gia, cái nhà thế tục nó nhiều thứ lắm. Nào vợ, nào con, nào cha, nào mẹ, nào nợ, nào nần, nào vui, nào buồn, nào đủ thứ trong đời sống xã hội. Nó trói chúng ta lại, nó ràng buộc chúng ta lại. Cỡ nó ra khó để mà ra đi, mà ra khỏi. Khó lắm. Cho những cái vị xuất gia đi tu như chúng tôi á, ngày xưa có thể chúng tôi không hiểu hết cái ý nghĩa của chữ xuất gia. Chứ bản thân tôi đi tu là vì tôi thích đạo Phật. Ai hỏi tại sao thầy đi tu, tôi nói tôi không biết. Tôi có hiểu giáo lý Phật gì đâu. Tôi cho thấy là mẹ tôi, cha tôi đi về chùa cúng Phật vào những ngày rằm mùng 1,
rồi những ngày lễ lớn rồi tôi đi theo. Nếu tôi theo rồi tự nhiên tôi có cái ái mộ, có cái thích. Rồi tôi xin cha xin mẹ tôi đi tu thôi. Chứ tôi có hiểu giáo lý Phật đâu mà tôi đi tu. Nói rằng tôi hiểu giáo lý Phật mà tôi đi tu, rồi cái đó là tôi nói dối. Nói thiệt là vậy. À, chứ các vị ở đây là các vị có hiểu. Các vị có hiểu. Chứ hồi nhỏ tôi 15, 16 tuổi tôi đi tu, tôi chưa có hiểu. Tôi chưa hiểu giáo lý Phật, tôi biết niệm Phật. Tôi biết theo mấy chú, mấy thầy, tôi tụng kinh được. Nhưng mà nó hiểu giáo lý thì chưa, chưa. Nó rõ ràng vậy, chứ không có khiêm tốn, khiêm cung gì hết. Còn các vị hiện giờ là các vị đã hiểu. Các vị đã từng nghe từ quý thầy, quý sư cô giảng ở nơi nhiều đạo tràng. Các vị đọc được nhiều sách. Các vị học lên trên online, rồi các vị đọc trên YouTube, các vị đọc trên Google. Các vị bây giờ là dư phương tiện. Phương tiện thính thị nhiều quá. Nó bão hòa. Cho nên không phải như thờ chúng tôi. Thờ đó nó không có chứ không phải là thiếu. Thiếu là vì nó chưa đáp ứng đủ gọi là thiếu. Còn đây là không có. Mà không có thì không thể nó thiếu nó đủ gì được hết. Cho nên xin trước hết một lần nữa xin tán thán công đức gieo duyên xuất gia cho các vị. Đó là xuất thế tục gia. Bây giờ mình nói qua cái xuất phiền não gia. Chắc cái này rắc rối ạ. Xuất phiền não gia. Phiền não cũng là một cái nhà. Chứ không phải phiền não là cái liều tranh vết đất gì hết. Hay là quán trọ đâu. Cái nhà. Mà không khéo chúng ta sống mà chúng ta cũng có cái nhà đó. Cũng có cái nhà phiền não. Chứ không phải chúng ta ghét bỏ nhà phiền não đâu. Chúng ta ưa thích, cũng có, gia cố cho nó, cái nhà phiền não này, không đơn giản. Bây giờ phiền não là gì? Từ đâu có phiền não? Ai gây ra phiền não? Theo duyên thức học trong con người chúng ta nó có 8 cái thức. Nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, tỷ thức, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Nó một cách giản gọn là có 3 thứ. Trong cái nhận thức của chúng ta gồm 3 yếu tố. Thức, cảnh, căn. Căn trần, cảnh trần và thức trần. Cảnh là cái đối tượng bên ngoài. Căn là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân. Thức là sự hiểu biết. Phân biệt. Công dụng của thức là hiểu biết và phân biệt. Phân biệt đỡ hiểu biết. Cái nào hay, cái nào dở, cái nào đúng, cái nào sai. Gọi là phân biệt. Hiểu biết đỡ phân biệt. Hiểu biết đỡ phân biệt. Và phân biệt đỡ hiểu biết. Đã đẩy cái hiểu biết đi sâu vô. Thì công dụng của trí ý thức là hiểu biết và phân biệt. Cái hiểu biết và phân biệt này nó gây ra cho chúng ta rất nhiều sự phiền toái, rất nhiều sự rắc rối. Vì sao chúng ta biết được? Ở trong thân chúng ta có 8 thức. Các nhà duy thức người ta chứng minh thế này. Và hôm nay khoa học người ta cũng chứng minh rõ. Ở trong thân của mình từ đầu tới chân luôn luôn nó ở trong cái trạng thái biết động, vận hành. Nó không bao giờ ở trong trạng thái đứng yên. Hay nói khác hơn, thân chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái phát sinh và đào thải. Đào thải những tế bào, những hồng huyết cầu cũ để phát sinh những cái hồng huyết cầu, những tế bào mới.
mà muốn đào thải và muốn phát sinh, sinh sản được thì phải vận hành. Một cơ thể mà không còn vận hành thì gọi là cơ thể chết. Mà như vậy là luật vô thường. Vô thường là bởi nó không thường còn, nó không thường tại, nó luôn luôn biến đổi tùy theo hoàn cảnh nội tại và hoàn cảnh ngoại tại mà nó biến đổi. Mà biến đổi thì vô thường, không có thường thường được. Vì vậy thì vô thường nó nằm ngay trong bản thân chúng ta, đâu đợi khi nào mà chúng ta chết mới vô thường đâu. Không phải. Cho nên cái vô thường luôn luôn hiện diện ở mọi nơi, ở mọi vật. Trong một vật nó cũng nằm trong trạng thái vô thường. Chẳng hạn như một nguyên tử, nó vẫn có ba yếu tố: electron, proton, neutron. Ba yếu tố, một trung hòa tử, một âm điện tử, một dương điện tử. Ba cái yếu tố này nó luôn vẫn vận hành trong cái quỹ đạo của nó thì nó tồn tại. Nếu ba yếu tố này mà nó không còn vận hành theo cái quỹ đạo của nó thì nó hủy diệt. Vậy thôi. Một nguyên tử không đã là phải vận hành, chứ một nguyên tử không thể đứng yên. Chứ đừng nói là một cái xác thân, cái châu thân như bản thân của bà con mình đây. Không thể đứng yên, đứng yên là chết. Cho nên cái sự vô thường luôn luôn hiện hữu, luôn luôn hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc, mọi hiện sự vật, mọi loài. Đạo Phật không có hạn định nó là thuộc vào con người không. Đức Phật giảng rất rõ, như đẳng tỳ kheo nhất thiết hữu vi pháp, giai thị tán hội chi pháp. Này các thầy tỳ kheo, tất cả những cái pháp hữu vi, kết cục của nó là pháp bị tán hội, bị tan rã. Chúng ta sinh ra ở đời cũng vậy. Chúng ta là hữu vi pháp, sắc thân cũng hữu vi, tư tưởng tuy không thấy mà cũng hữu vi, thì gọi là hữu lậu. Các vị có nghe chữ hữu lậu, vô lậu không? Đó. Hữu vi ở đây là hữu lậu. Tất cả mọi thứ đều đi đến tán hội, đều để đánh phân rã, không có cái gì tồn tại, không có cái gì bền chắc. Cho nên cái phiền não nó xuất phát từ cái nhận thức của mình, từ cái ý thức của mình. Rồi cái ý thức của mình nó nhận thức cái rồi nó ghi nhận, nó ghi nhớ, nó ghi nhớ rồi nó lưu trữ. Chứ nếu nó không lưu trữ thì mình nhìn qua rồi quên, như nước chảy mây trôi, đi qua là hết. Không, nó còn lưu lại ở trong tạng thức. Tàng, tàng là chứa đó, bảo tàng đó. Hay là tạng, tạng thức hay là tàng thức, là cái thức thứ 8, thức A là gia, là cái chỗ nó chứa. Chứa tất cả mọi tư tưởng, mọi ý tưởng, mọi kết quả hoạt động của tiền lục thức. Nó cái gì mà nó tinh anh nhất, chắc lọc nhất thì nó sẽ rơi vào tạng thức, nó giữ đó, nó còn đó, nó không mất. Tạng thức là cái kho, mà cái kho này nó chứa, nó không phân biệt chủng tử, ta gọi là hạt giống đó. Hạt giống là gì? Hạt giống là cái việc làm của chúng ta được lặp đi lặp lại nhiều lần thành một quán tính, thành một thói quen. Thói quen đó không thể bị mất đi được. Ở trong cái nhận thức, trong cái ý thức, trong cái quán tính của mình thì nhà Phật gọi nó là chủng tử. Và cái chủng tử này nó được chứa ở trong tạng thức, trong A Lại Gia thức, thức thứ 8. Cho nên trong thức thứ 8 nó gọi là cái thức ngã ái chấp tàng. Cái thức này nó chứa cái ngã chấp, chứa cái chấp ngã. Chấp ngã là gì? Chấp có cái ta. Chính vì chấp có cái ta nó mới có đủ thứ vui buồn sướng khổ,
giàu nghèo sang hèn và phiền não cũng từ đó mà sinh ra. Và chúng ta xin thưa với các vị, cái con gà hay là cái trứng chim cũng vậy, nó được gà mẹ đẻ ra, nó có tròng trắng và tròng đỏ. Và hai cái tròng trắng tròng đỏ này nó ở trong cái phủ kín bởi cái lớp vỏ. Con gà mẹ nó ấp đúng ngày thì con gà con nó mới thành hình và nó mới khảy ở trong, nó ở trong trong trứng, nó mới khảy cái, nó lấy cái miệng nó, cái môi, cái mỏ của nó khảy cái vỏ, cái bỡ vỡ cái mỏ ra, ở vỡ cái trứng ra rồi nó mới chui ra được, nó chui ra được. Mình cũng vậy, bao nhiêu cái nhận thức của mình, bao nhiêu kiến thức của mình, bao nhiêu cái trí thức của mình hay học thức của mình vân vân, là cái lớp vỏ, nó lớp vỏ nó bọc lại mình, ai chui ra khỏi lớp vỏ được không? Hay là đụng vô là nó phản ứng liền, mày ngu, nghe mà chỉ bạc mình nó mình ngu là nó tức sôi máu rồi. Mà lấy cái gì tức? Lấy cái chấp ta mà tức chứ. Không có cái ta là sao tức? Không có chấp cái tôi là sao gọi là tức? Hả chưa? Thì khi tôi mắng anh như vậy mà anh không tức, nó có hai lý do không tức. Một là anh khùng, anh nhận thức được cho nên anh không tức. Hai là anh không còn ngã nữa, vô ngã chứng quả rồi. Phải không nè? Còn nếu không phải hai cái hạng đó thì là phải tức thôi. Mà tức là phiền não, có phải vậy không ạ? Tức là phiền não. Phiền não là gì? Là cái mà nó không vừa ý mình thì gọi là phiền não chướng. Nó chướng ngại, nó làm nó gây chướng cho mình. Chướng như mình đủ thứ hết đấy. Chướng về mặt tình cảm, chướng về mặt nhận thức, chướng về mặt hình xử, chướng về mặt giao tiếp, nó đủ thứ chướng hết đó. Chướng là gì? Là ngăn lại cái gì đâu. Không như bức tường mình đi qua không được là bởi vì bức tường nó chướng, mình đi qua không được. Cho nên xuất phiền não ra nó khó lắm các vị ạ. Bản thân chúng tôi đây cũng chưa dám nói rằng mình ra khỏi nhà phiền não nữa, chưa, không dám. Nói một cách rõ ràng chứ không có tự cao tự đại. Tuy rằng hòa thượng, tuy rằng tu 40-50 năm đây, tuy có học giáo lý đây, nhưng mà vẫn còn có cái ngã sờ sờ, ít nhiều vẫn cứ còn đây, chưa khử trừ được. Khó lắm, khó ra khỏi đó. Bởi vì chúng ta không thể bước qua khỏi mình. Tôi hay kể câu chuyện vui đó, mà nó hình dung hóa được, nó hình tượng hóa được vấn đề. Là ngày xưa ông Tư Mở Ý, ông vào ông tiếp thu đất Ba Thục của ông Lưu Bị. Khi ông đi ngang, ông đi vào đất Ba Thục đó, thì ông mới thấy cái lăng của ông Khổng Minh. Mà sinh thời đó, khi cầm tướng quánh nhau đó, thì Tư Mở Ý rất ngại Khổng Minh, rất sợ Khổng Minh. Bởi Tư Mở Ý là người biết mình biết ta. Tư Mở Ý biết rằng mình vừa mưu lược mình thua Khổng Minh, cho nên Khổng Minh ra trận là Tư Mã Ý không dám xung trận, đóng cửa thành thủ thôi, không dám ra trận đánh với Tư Mã Ý. Cho nên cái lúc mà ảnh vào đất Ba Thục, anh tiếp thu đất Ba Thục của Lưu Bị, khi mà Lưu Thiện con Lưu Bị thất bại rồi thì anh đi ngang cái đường, anh thấy cái lăng Khổng Minh, anh nhớ lại cái hận cũ, tức quá anh vô anh phá cái lăng, vô đập lăng cổ Khổng Minh. Tư Mã Ý thì khi mà anh bước vào cái cửa lăng, anh ngã xuống liền, anh ngã bật ngửa xuống liền, bật ngửa liền. Lý do là Tư Khổng Minh đặt ở dưới cái cửa này một cái thỏi 500 lớn lắm. Mà lúc đó thì anh Tư Mã Ý ông bận cái áo giáp trụ, áo giáp trụ là áo bằng sắt bằng thiết, cho nên cái ông bước vô là cái thỏi 500 nó hút ngã liền.
Hút là ông Tư Mã Ý nằm bật ngửa lên, thì bật ngửa lên nhìn lên cái trần thấy Khổng Minh viết sẵn bốn chữ: giải y nhi thoát. Cởi áo ra thì thoát. Thấy không? Cởi áo ra thì thoát. Ở đây tôi xin mượn cái áo giáp trụ là cái kiến thức của mình đó, là cái học thức của mình, là cái bằng cấp của mình đó, là đủ thứ mà mình đã tích lũy, đã học tập, đã tích lũy. Nó là một chiếc cái áo giáp trụ. Cho nên cởi ra, giải là cởi, mà mình cởi được không? Giải thoát mà. Các vị hiểu hai chữ giải thoát không? Nó độc đáo lắm, cho nên nó không đơn giản đâu. Cởi ra thì thoát. Thoát là gì? Là dịch chuyển ra khỏi cái vị trí cố định thì gọi là thoát. Cởi được. Ai có bản lĩnh mà cởi hết cái kiến thức, cái tri thức, cái đủ thứ thức của mình ra để mà mình đi vào cái cảnh giới an lành của Niết Bàn không? Khó lắm. Mà chưa có được thì phiền não vẫn cứ dằn vặt chúng ta, vẫn cứ đầy đọa chúng ta. Và chúng ta làm nô lệ cho nó đấy. Không đơn giản đâu. Mình tự binh vực mình là mình đã nô lệ phiền não rồi. Mình đã nô lệ cho cái chướng ngại của chính mình rồi. Chứ còn đâu xa. Cái nhà phiền não khó lắm. Cho nên cái tri thức của các vị, chẳng hạn như tôi có bằng cử nhân hay các bằng tiến sĩ, các vị cũng vậy. Thì chính cái đó là một lớp áo trụ. Cái áo giáp trụ nó phủ chúng ta. Chúng ta ra ngoài đường chúng ta hãnh diện với mọi người là tôi là tiến sĩ, tôi là giáo sư, tôi là thế này, tôi là thế khác. Chính cái đó là cái áo giáp trụ nó phủ mình lại, nó che mình lại. Và mình thích có những cái lớp áo như vậy để mình mang vô cho nó đẹp, cho nó hãnh diện, nó sung sướng với mọi người, nó ta đây với mọi người. Chứ mình đâu có dám cỡ. Không dám cỡ. Trùm thêm vô thì có, mà trùm thêm vô thì làm sao giải thoát. Không giải thoát được. Mà không giải thoát được thì làm sao gọi là an lạc, là thanh tịnh, là an vui niết bàn, là tịch diệt. Cho nên cái phiền não ghê sợ lắm. Phiền não ghê sợ, nó nhạy bén lắm, nó săn xíp lắm. Nói một câu mà không vừa ý nhau đã là làm phiền nhau rồi. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Là bởi vì nếu nói mà không vừa lòng nhau thì phiền não nó sinh ra. Nó săn xiếp lắm, nó nhạy bén lắm. Cái phiền não nó nhạy bén vô cùng. Chỉ qua một lời nói lỡ lời thôi, ta đã làm phiền não rồi. Mà phiền não nó bộc phát từ hai trạng thái là biểu nghiệp và vô biểu nghiệp. Các vị hiểu cho. Biểu nghiệp là gì? Biểu nghiệp là được biểu hiện ra, cái ý muốn, cái hành vi được biểu lộ ra bên ngoài, bằng tay, bằng chân, bằng lời nói, bằng ánh mắt, bằng cử chỉ hành động, thì đó là biểu nghiệp. Còn cái mà nó buồn, nó tức, nó giận, nó dữ mà nó nín trong bụng chứ nó không thèm nói ra, nó không có cái cử chỉ hành vi gì cả, nhưng mà trong bụng nó sôi sục, nó buồn, nó tức thì đó là vô biểu nghiệp. Cái nghiệp chưa được biểu lộ, chưa được biểu hiện thì gọi là vô biểu nghiệp. Phiền não nó cũng nhiều hình thức, nó núp nhiều dạng lắm, chứ đâu phải là trợn phùng mang trợn mắt mới là phiền não đâu. Nhiều khi có cười cười nói nói. Ở trong truyện Kiều á, Hoàng Thư ghen á, bắt Thúc Sinh với lại nàng Kiều, kẻ hầu rượu người khể đàn. Cho hai người trong cuộc châu mày châu mặt với nhau, mà Hoàng Thư thì cười cười tỉnh queo. Cùng trong một tiếng tơ đồng, người ngồi cười nụ mà người trong khóc thầm. Thấy không? Đó đó. Phiền não. Hai cái Thúc Sinh với nàng Kiều thì vô cùng phiền não, mà nàng chàng cái nàng Hoạn Thư thì vô cùng thỏa mãn. Mà thỏa mãn cũng là một cách thỏa mãn phiền não, chứ không phải là thỏa mãn trong cái hoan lạc, hay là trong cái pháp lạc thì hoàn toàn không có rồi. Thấy không? Cho nên phiền não nó núp rất nhiều dạng, chứ không phải là phùng mang trận mắt mới là phiền não, sân si hỉ nộ lên mới phiền não đâu. Nó tới gì lắm. Và nó là mình đã, chứ nó không có ai xa hết đó. Xin thưa rằng nó là mình nè.
Tên nhà Phật nó có bốn cái chữ hay: hồi quang phản chiếu. Tu Phật, cái người tu Phật mà hiệu nghiệm nhất, hay ho nhất và chân chính nhất là người biết hồi quang phản chiếu. Hồi quang là gì? Là đem cái sức hiểu biết của trí tuệ mình nhìn thẳng vào mình. Mình muốn gì, mình nghĩ gì và mình làm gì. Cái muốn, cái nghĩ, cái làm đó có hợp với chánh pháp hay không? Có gây hại cho người khác hay không? Có vì dục tính mà mình làm hay không? Hồi quang phản chiếu mới thấy được. Còn không hồi quang phản chiếu thì cứ thấy lời khen của thiên hạ là mình thỏa mãn. Thấy được nhiều lời, nhiều lãi là mình thỏa mãn. Thấy mình đắc thắng được kẻ thù là mình thỏa mãn. Thì cái đó không phải hồi quang phản chiếu. Cái đó không phải hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu là đem cái sức sáng, cái ánh sáng mình nhìn vào mình, sức ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của hiểu biết, mình nhìn vào chính mình. Mình nghĩ gì? Cái nghĩ đó đúng hay sai? Cái nợ đó chân hay giả? Cái nghĩ đó vì ích kỷ hay vì vị tha? Chúng ta làm được chuyện đó không? Làm được chuyện đó là tu đấy, xuất phiền não ra đấy. Cho nên nhà Phật có những cái từ nó gắn gọn mà nó xúc tích lắm. Hồi quang phản chiếu, đem cái ánh sáng mà nhìn vô. Cho nên ông Lão Tử ông dạy cũng hay lắm: phán giả đạo chi động. Ông Lão Tử ông giảng cũng hay, nói tôi không biết những vị thánh triết của Đông Phương họ ngộ như thế nào mà họ nói đôi khi nó cũng xem nhau. Ông Lão Tử ông nói hay lắm: vi học nhật ít, vi đạo nhật tổn. Tổn chi hữu tổn, dĩ chí ư vô vi. Vi đạo nhật ít là vi học nhật ít, tức là đi với cái học thì càng ngày càng tăng ít về kiến thức, về tri thức. Nhưng mà đi với cái đạo, tức là vi đạo thì nhật tổn. Đi với cái đạo thì càng, thì phải tổn giảm xuống. Giảm xuống. Giảm cái gì? Giảm cái kiến thức đó đi, giảm cái tri thức đó đi. Hay nói khác hơn là bỏ đi. Tổn chi hữu tổn. Tổn rồi còn tổn nữa. Tổn đến cái chỗ là dĩ chí ư vô vi, cho đến cái chỗ không còn gì đó tổn, tức là không còn gì đó giảm. Đi với cái đạo là phải cởi bỏ hết, nào bỏ hết tất cả những cái tri thức, kiến thức, những cái này khác kia nọ mà mình đã nhồi nhét vào suốt cuộc đời. Mà cạo bỏ hết, nào bỏ hết thì khi đó mới về với đạo, mới là vô vi. Không, ông Lão Tử nó dở sợ lắm chứ không phải là thường. Mà nó không sai. Đi với cái học thì gọi là vi học nhập ít, đi với học thì tăng bổ nhiều thứ, nhất là mặt kiến thức, tri thức. Nhưng đi với cái đạo thì phải cạo cái thói dục hết đi, tổn. Tổn là giảm, là vứt đi. Vứt đi không còn gì để vứt nữa thì là nhập vào đạo. Phật giáo cũng vậy, Đức Phật cũng dạy chúng ta như vậy. Nếu các vị học về tri thức học thì các vị sẽ thấy. Tôi chỉ nói các vị thôi, sơ sơ, tại vì ở đây không có thời gian nhiều, tôi triển khai chút xíu thôi. Trong tri thức học nó có tam tính, nó có ba tính. Biến cơ sở chấp tính, y tha khởi tính và viên thành thật tính. Ở đây tôi chỉ nói cái biến cơ sở chấp tính thôi, bởi vì nó liên hệ đến phiền não. Biến cơ sở chấp tính là gì? Biến là rộng mênh mông. Biến cớ là cớ đạt, là suy nghĩ, tính toán đủ thứ, suy nghĩ đủ thứ, gọi là biến cớ. Biến là khắp cả. Cớ là tính, cớ toán đó. Cớ là so đo, là đo lường, là tính toán hơn thiệt, đúng sai vân vân, đẹp xấu, giàu nghèo, thì gọi là cớ. Cớ đạt, biến cớ, tất nhiên là cái tính toán đủ thứ rồi chấp lấy cái cớ đó,
chấp lấy cái tính đó, chấp cái mình định suy nghĩ đó thành một cái tính. Biến cơ sở chấp tính là cái tính mà nó nương vào cái kiến thức của mình. Tôi thí dụ thế này nè, ví dụ ai chưa học Anh văn mà khi nghe một người nói I go to school thì người chưa học không biết cái ông đó hay cái chị đó nói cái gì hết đấy. Tại sao nghe mà không biết? Chứ đừng có nói tôi nghe tôi biết nha, không có đâu. Nghe đâu phải là biết, biết khác nghe khác. Chứ chúng ta đừng có nói một cách giản dị là tôi nghe tôi biết liền, nó không phải. Nói vậy là nói vui thôi. Nếu anh không có cái chủng tử sẵn ở trong lòng, anh thuộc sẵn cái câu tiếng Anh đó thì người ta nói anh không biết, anh nghe nhưng mà anh không biết. Như vậy biết lấy cái gì biết? Lấy cái có sẵn ở trong mà biết cái ở bên ngoài. Phải vậy không nè? Lấy cái anh thuộc ở trong lòng á, I go to school, thì anh đã học thuộc rồi, anh đã biết rồi, anh đã thuần thục rồi. Anh lấy cái thuần thục đó mà anh tiếp nhận cái bên ngoài gọi là biết. Chứ tôi chưa có gì thì tôi nghe cũng như không thôi. Tại tôi không có cái trong thì lấy cái về tôi biết cái ngoài. Thấy không? À, thức là vậy đó. Thức là vậy. Thức là sự thuần thục, là sự cơ đạt tính toán. Nó đã thuần thục, nó đã nhuần nhuyễn rồi, nó thành ra một cái tư tưởng của mình rồi, nó thành ra cái trình độ của mình rồi. Hay nói như nhà Phật, nó thành ra một cái chủng tử rồi, thành cái hạt giống của hiểu biết rồi. Mà cái hạt giống này nó sẽ là nó không có thực. Ác là nó không thực. Tôi thí dụ thế này nè, thí dụ như giờ anh yêu một cô nào đó, đêm anh ngủ không được, anh nằm anh trăng qua trở lại, anh nhớ nào mái tóc, anh nhớ nào nụ cười, anh nhớ nào hàm răng, anh nhớ nào dáng đi, anh nhớ nào tà áo, vân vân. Những cái thứ đó anh cứ anh nó cuốn cuồng trong giấc ngủ, anh ngủ không được. Anh cứ nghĩ về cái người mà anh yêu. Mình về mình nhớ ta không, ta về ta nhớ hàm răng mình cười. Nó vậy đó. Thấy không? Đó là gì? Đó là phiền não. Đó là phiền não. Ngủ không được. Bởi vì cái nhớ nhung đó nó cứ nó tuôn chảy trong đầu mình. Cái dòng tư tưởng đó, tư tưởng và ngôn ngữ nó có cái loại gọi là ngôn ngữ ngầm á. Ngôn ngữ ngầm, hiểu ngầm á, understood á. Có cái lực ngôn ngữ ngầm nó tuôn chảy. Con người của mình luôn luôn là một dòng chảy của tư tưởng ở dưới nhiều dạng thức. Khi nó buồn hay khi nó yêu, nó cũng vẫn cứ tuôn chảy. Nó ghét người nào đó thì nó nghĩ xấu về người đó đủ kiểu đủ cách. Nào là cái răng hô nè, là giọng nói thô lỗ nè, là dáng đi thô bạo nè, nào là cặp mắt trời trồng nè, vân vân. Nó nghĩ ra những cái tình tiết đó rồi nó ghét cái đối tượng nó càng hung nữa. Mà trong khi cái đối tượng đó ta làm ta ngủ cái o chứ ta không biết gì hết đấy. Có phải vậy không nè? Cái người mà anh ghét hay cái người anh yêu á, người ta đã có biết được cái tâm trạng của anh đâu. Cứ đêm tới là đúng giờ người ta ngủ thôi. Chứ người ta đâu có biết anh yêu anh ghét gì đâu. Yêu ghét là cái của riêng anh, và cái đó không thật. Anh tự nghĩ ra rồi anh có lấy, chứ nó không có. Xưa có phải vậy không ạ? Nó không có. Như vậy thì phiền não là bất thực. Phiền não không có. Nó có nhưng mà nó không thực thì gọi là bất thực. Cho nên nếu mà các vị tu mà các vị hiểu, tìm hiểu giáo lý Phật sau này, người ta nói một cái câu động trời nữa: phiền não tức bồ đề. Hay là Đại Thừa Phật Giáo triển khai tới cái mức độ đó đó. Nếu có điều kiện tôi chứng minh các vị thấy thế nào phiền não tức bồ đề. Cho nên nói chung lại, xuất phiền não ra vô cùng gây cấn, vô cùng khó khăn. Vô cùng khó khăn. Bản thân chúng tôi không dám nói ai hết. Chúng tôi ra được cái nhà thế tục rồi. Ra được cái nhà thế tục rồi. Không bị vợ con vướng víu, không bị nợ nần kêu la. Không,
Nhưng mà cái nhà phiền não chưa chắc, chúng tôi chưa chắc mình đã vượt qua. Cái nhà này vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn. Chức vụ càng cao, tự ái càng nhiều. Làm hòa thượng mà điệu nói lỡ lời chút dở giận lắm. Chứ điệu với điệu nói lỡ lời không có chuyện gì bình thường. Tôi qua Canada có ông thầy, ông nói tôi một câu, một thấm, ông nói thầy. Chiếc máy bay nó bay càng cao chừng nào, người ta thấy chiếc máy bay nó càng nhỏ chừng nấy. Đến độ nó cao hung mất hút, người ta không thấy chiếc máy bay nữa. Còn trong khi mình á, chức vụ càng cao, cái ngã của mình càng lớn, chứ nó không nhỏ. Ôi trời, ông cầu thầy ông nói câu kinh hồn thật. Tôi giật mình. Chức tước càng cao, địa vị càng lớn, cái ngã to lắm. Anh đi mà anh cúi đầu, tôi bắt phép anh là vô lễ. À, nói mà không dạ thưa cho đúng cách, cô nhà mất dạy. Mà anh nói câu đó là vì anh phiền não chứ gì. Anh chấp cái ngã, anh to quá, anh mới nói vô đó chứ. Có phải vậy không nè? À, cho nên ra khỏi cái nhà phiền não khó lắm các vị ạ. Khó ghê, muôn trùng khó. Nếu mình trao đổi với nhau cả một cuộc đời cũng chưa hẳn nữa. Cố gắng đi. Nói vậy chứ cũng không phải là thiên năng vạn năng đâu. Cái gì không có thì mình bỏ dở lắm. Ác nghiệp là mình không chịu bỏ nè. À, cái khổ là mình không chịu bỏ chứ không phải là nó khó bỏ. Mình không chịu bỏ tại vì mình thấy nó vui, nó hợp với cái ý muốn của mình, với cái sở thích của mình, cho nên mình không bỏ. Mà mình không bỏ thì mình ôm lấy, mà ôm lấy thì nó đủ thứ. Chứ không phải ôm lấy mà nó nhẹ nhàng, nó khinh an đâu. Ôm chừng nhiều chừng nào, khổ nhiều chừng đấy. Khổ. Tôi nhiều khi tôi nói rất thiệt cho Phật tử tôi họ cười. Tôi nói cho tôi đây nè. Tôi biết là tài vật thế gian là cái thứ giả tạo. Nhưng mà tôi vẫn giữ cái chìa khóa cho tôi ra đi, ra khỏi nhà tôi là có bỏ cửa trống đâu. Tôi vẫn khóa cửa mà. Chìa khóa tôi nắm tay nè. Như vậy là tôi vẫn còn ôm ấp tài vật thế gian. Thấy chưa? Cho nên tôi đọc cái cuốn là Đức Phật lịch sử của dịch giả Trần Phương Lan á, có một cái câu mà tôi ngộ đạo như là cái ông Tờ Thiên mà ông ngộ đạo, ông nhảy cứng cứng nghe. Tôi cũng ngộ, tôi chạy ra trước cái hồ sen ở chùa tôi gãi đầu vậy. À, tôi nói thiệt. Là vì sao? Là vì ông Sussman này á, ông là một nhà tiến sĩ vật lý học, ông làm tại tòa lãnh sự Đức ở Calcutta, Ấn Độ. Sau ông vừa hưu, ông bỏ ra 15 năm. Ông đi theo từng vết chân của Đức Phật để ông tìm hiểu những cái gì còn rơi rụng ngoài dân gian. Ngồi sách vở ra, ông còn tìm hiểu trong dân gian còn có gì rơi rụng không? Dân gian còn nhớ gì, còn nói gì về Đức Phật? Ông đi tìm hiểu 15 năm. Nhưng mà tôi gãi đầu là thế này nè. Mà khi thầy Nhật Từ qua đó, ông nói chuyện vui. Là ông vua thằng Bà Sa La, ông thấy Đức Phật cứ sớm mơ với thánh chúng từ trên núi Linh Sơn đi xuống, đi quá duyên. Rồi chiều đi lên núi Linh Sơn, mưa gió cũng phải ở trên đó, hang động ở trên núi, cái núi tôi có lên. Thì ông thằng Bà Sa La này, ông đề nghị là cúng cái vườn Thượng Uyển của ông, là cái vườn Trúc Lâm. Để xây cái tịnh xá Trúc Lâm cho Phật và thánh chúng có nơi ở yên lành, trốn mưa trốn gió. Cái hay ở cái chỗ là khi vua Tần Bà Sa La đề nghị cúng cái vườn Trúc Lâm cho Đức Phật, thì ông Sussman viết câu này: Đức Phật lặng thinh nhận lời và không ngỏ lời cảm ơn. Không ngỏ lời cảm ơn là tôi sướng liền, tôi ngộ đạo liền, tôi chạy ra vào sân tôi gãi đầu. Bởi vì sao? Đức Phật mà cảm ơn thì Đức Phật sở hữu tài sản sao? Còn chấp pháp sao? Chấp ngã chấp pháp có hai cái chấp. Phải không nè? Mà khi anh tặng tôi một cái vật gì đó mà tôi sở hữu nó, tôi phải cảm ơn anh chứ. Mà tôi sở hữu nó là tôi chấp pháp rồi. Mà chấp pháp thì còn gì là Phật?
Có phải vậy không nè? À, cho nên tôi đọc tới cái câu đó của ông Sussman, cái tôi bỏ cuốn sách xuống, tôi chạy ra trước hồ sen, tôi gãi đầu, tôi sướng quá sướng. Sướng quá sướng. Và có mình tôi à, giấc đó khoảng 1 giờ trưa, tôi nằm trên cái giẫm ngay chùa, tôi có cái liêu tôi ở cái hiên. Tôi nằm trên giẫm tôi đọc tới đó tôi bỏ cuốn sách xuống, tôi chạy ra tôi sướng. Why? Đức Phật không ngỏ lời cảm ơn. Đức Phật mặc nhiên nhận lấy mà không ngỏ lời cảm ơn. Bây giờ cảm ơn là hỏng. Còn mình thì mình cảm ơn giòn giả chứ. Cái các chị mà đem tới tôi cũng 1 triệu, 2 triệu tôi cảm ơn liền liền à. Có phải không nè? Bởi vì tôi sở hữu tài sản lớn quá đi. Người này cho, người kia cho nhiều quá, phải cảm ơn ta mới lịch sự chứ. Chứ sao nữa? Không cảm ơn thành ra sắt đá sao? Cho nên cái đó nó nguy vô cùng. Đó là phiền não đấy. Cảm ơn là phiền não đấy. Vì tế hoặc, anh nói câu đúng. Trong kinh Lăng Nghiêm có cái câu gọi là hy cánh thâm trừ vi tế hoặc. Vì tế hoặc là gì? Là cái chấp ngã sâu kín nhất mà cái bên ngoài người ta không thấy. Cái chấp sâu kín nhất ở đời ít người có, cũng như cái ghen của Hoàng Thư, cái ghen sâu kín nhất. Ở trong thì ghen mà ngồi thì cười, ở ngồi thì trà rượu mời mọc, mà ở trong thì sôi sục lòng ghen. Cái đó mới là cái viên tơ hoặc, cái mơ muội sâu kín nhất, được che đậy nhiều nhất. Cho nên ông Leon Tolstoy, ông viết cái cuốn Chiến tranh và Hòa bình, trong một buổi tiệc toàn là quý tộc, mọi người đều có chuyện vui, thì ông đề nghị một câu, có một cái nhân vật đề nghị thế này: đề nghị trong buổi tiệc này ai là người đủ can đảm cỡ ra cái chuyện xấu nhất của chính mình cho mọi người nghe không? Lặng thinh hết. Tôi sẵn sàng cỡ cái hay cái đẹp của tôi cho các vị nghe, nhưng cái xấu của tôi đâu dám. Không nè, tôi không dám gỡ cái xấu nhất của đời mình cho mọi người nghe, mà chắc chắn tôi có. Các vị có không? Mà đó là vì tớ hoặc đó. Vì tớ hoặc đó. Cái mơ muội, cái u minh nó vì tớ nó. Cho nên trong kinh Phật nó nhiều cái độc đáo lắm. Các vị hãy tiến tu, tìm hiểu học thêm, để mình thấy mình không uổng kiếp người. Kiếp người ngắn quá, 100 năm có là bao. Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. Hãy lợi dụng cái chúng ta còn đương có để mà thâm nhập, để mà tu tỉnh, để mà tìm hiểu, đó là mà loại bỏ những cái phiền não vu vơ, bất thực, may về, trở về với cái chân tính của mình. Nhà Phật hay nói chữ vô ngã. Mà chữ vô ngã nó nghĩa nó sâu lắm. Không thể nào hiểu một cách đơn giản được. Cho nên cái chữ từ bi của nhà Phật cũng vậy. Ở đây tôi nói chốt lại là xuất phiền não ra khỏi nhà phiền não. Niềm vui cũng là sự phiền não đó. Cảm ơn rối rít cũng là phiền não, chứ không phải là hân hoan đâu. Không phải là pháp lạc. Cái niềm vui đó không phải là niềm vui của chánh pháp. Niềm vui của thế tục. Mà thế tục thì chẳng qua là cái dục vọng được đáp ứng. Các vị đem tiền cho tôi nhiều, cái dục vọng của tôi được đáp ứng, cho nên tôi giòn giả cảm ơn, chứ có gì khác đâu. Không có lịch sự, không có gì hết. Nhìn nhau nó lịch sự, ông thầy đóng cảm ơn giòn giả lắm, vui vẻ lắm. Nhưng mà thiệt đó là sự phiền não. Thể hiện sự phiền não bằng cách là mình được đáp ứng sự dục vọng của mình. Nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm vô cùng. Tu á, hãy ra nó đi, cỡ dục. Khó. Xuất phiền não ra khó hơn bất cứ thứ gì. Khó lắm. Bản thân chúng tôi tu này nói ra có vẻ như khoe, nhưng mà không phải. Người Pháp họ có một câu hay: anh đừng bao giờ đưa cái ta của anh ra trước thiên hạ. Trước thiên hạ anh đừng khoe cái ta của mình. Bởi vì trong mỗi cái ta nó có con heo ở trong ấy. Thấy chưa? Mà con heo thì có gì xấu đâu, có gì đẹp đâu. Đừng. Mà chính bản thân chúng ta
hãy nghiệm lấy, ra khỏi cái nhà phiền não đi. Khó quá không? Mà ra khỏi nhà phiền não thì chứng quả ngộ đạo thôi. Qua chứng quả ngộ đạo, mọi thứ đều là do. Bởi vì sao? Bởi vì các vị phải hiểu rằng là phiền não như tôi thưa khi nãy là nó bất thực, nó không có thực. Nó là do duyên sinh, duyên khởi. Cái này có thì cái kia có. Cái này không thì cái kia không. Có lời nói xấu xa thì có sự buồn phiền nổi lên. Có lời nói ca tụng đẹp đẽ thì có sự vui vẻ hiện ra. Thì cái này có, cái kia có đó. Thấy chưa? Mà cái pháp này là cái pháp duyên khởi. Mà cái pháp duyên khởi là cái pháp bất thực, nó là huyễn. Nó là cái pháp đối đãi giữa chủ thở và khách thở, giữa chủ quan và khách quan. Cũng như có một anh nói có vẻ hơi, người ta không biết, người ta nói là mình nói là phê bình thôi, chỉ trích. Nhưng mà nói về mặt triết lý thì không. Năm 75, tháng 6 năm 75, có một anh nói chuyện với tôi. Anh nói thế này nè. Anh nói theo tôi á, học tôi chủ trương á, vật chất có trước ý thức, và vật chất sinh ra ý thức. Rồi anh giải, rồi anh giảng giải. Chắc là như ngày xưa thờ Nguyên Thủy, con người ăn lông ở lỗ, thu nhặt thôi, lùng được cái gì thì ăn cái nấy, hái được cái gì thì ăn cái nấy, chưa biết tích trữ, chưa biết để dành, và ngay cả chưa biết dùng lửa để nấu nướng thực phẩm. Anh hỏi tôi, anh có đồng ý vậy không? Tôi nói đúng. Rồi anh nói, tình cờ có một cái hiện tượng của trái đất, nó khiến cho cái hòn đá từ trên đỉnh cao nó lăn xuống. Nó lăn xuống, nó mang theo một năng lượng, nó đụng cái hòn đá ở dưới đất, ở dưới thấp, nó xẹt ra lửa. Xẹt ra lửa rồi lửa nó cháy, gần cái lá khô nó cháy thành cháy rừng. Cháy thành cháy rừng, có những con vật nó chạy không kịp, nó bị chết cháy. Nó bị chết cháy thì anh lượm cái con người sau đó mới lượm cái thịt nướng, thịt con thú bị chết cháy ăn thấy nó ngon hơn là cái thịt sống. Từ đó trở về sau, con người mỗi lần lượm được thịt thì nhớ đến cái hiện tượng hòn đá ở trên lăn đùng, đá dưới xẹt ra lửa, con người mới lấy đá, hòn đá lớn đập ra hòn đá nhỏ để nó xẹt lửa, và lấy lá khô cỡ bên nó văng lửa ra để mà lấy lửa nướng thịt ăn. Như vậy rõ ràng là vật chất sinh ra ý thức. Hiện tượng đá nó làm cho con người có cái ý thức dùng lửa. Anh hỏi tôi, như vậy là anh có thấy đúng không? Tôi nói dạ, anh nói mới đúng có một phần à. Anh tức, anh đập bàn. Anh nói như vậy thì theo anh còn phần gì nữa? Tôi nói thế này, giá như tôi là một con heo, hay là con cọp, hay là con voi, tôi thấy cái hiện tượng đó, cái hiện tượng đá trên lăn xuống rồi sạt lửa, rồi cháy rừng. Tôi không có một cái kiến thức có sẵn, một cái ý thức có sẵn, dù ý thức mong muốn nhất, thì tôi lấy cái gì tôi tiếp thu hiện tượng? Có phải vậy không ạ? Anh phải có một cái kiến thức, một cái hiểu biết tối thiểu nào đó, dù là mong muốn nhất, anh phải có. Lấy cái có mà tiếp thu hiện tượng, chứ anh có lấy gì tiếp thu? Nếu tôi là con vật, con voi hay con cọp hay con heo rừng, thì nó lấy gì nó tiếp thu? Bởi vì nó không có ý thức, dù là ý thức mong muốn nhất. Có phải vậy không? Thưa các vị, có đồng ý không? Như vậy thì là cái này có thì cái kia có. Có ý thức, có hiện tượng đá trên lăn xuống đá dưới thì có cách dùng lửa. Mà cái này không thì cái kia không. Không có cái hiện tượng đá lăn thì con người không có tiếp thu đó mà biết cách dùng lửa. Mà cái có và cái không đó là duyên khởi chứ không phải là tự có. Không phải tự nó có. Cái xin thưa có phải vậy không? Nó là duyên khởi.
nó là tương quan tương đãi với nhau, nó nương nhau, mà nó có ở trên đời này không có cái gì độc lập có hết đấy, không có cái gì độc lập tồn tại hết đấy, nó phải nương nhau thôi. Như mình đây nè, mẹ mình sinh ra là mình nương cái gì trước? Về không gian thì mình nương hơi thở, về vật thở thì mình nương dòng sữa. Dòng sữa mẹ là cái nguồn sống đầu tiên của mọi người chúng ta chứ không riêng ai hết. Nguồn sữa mẹ là cái nguồn sống đầu tiên cho đời, cho chúng ta đi vào cuộc đời. Đó. Cho nên xin thưa như vậy, những cái thứ đó nó ràng buộc mình, mà mình không khéo thì mình không hoàn thành trách nhiệm, mà mình khéo một cách cực đoan ấy, thì nó là phiền não, nó là phiền não. Cho nên nhà Phật dung hòa những cái hai cái mảnh cực đoan này nè. Nhà Phật, Đức Phật ngài luôn luôn giảng những cái điều mà dung hòa để cho nó không còn có cái cực đoan nào hết. Cho nên Đức Phật nói có hay lắm: thế gian tranh luận với ta chứ ta không có gì tranh luận với thế gian hết. Ngài nói rất rõ trong kinh Phạm Võng, các vị đọc mà thấy. Trong kinh Thí Dụ có cái phẩm là người mù rờ voi á, người mù rờ voi á, anh sáu anh mù rờ con voi, anh rờ trúng cái chân voi, nó con voi nó giống như cái cột nhà. Anh mù thứ hai rờ cái tai voi, nó con voi nó giống như cái quạt. Còn cái người sáng á, thì ta nhìn toàn thở con voi chứ ta không nhìn từng phần chi tiết một. Cho nên chúng ta là những người phiền não là vậy đó, cứ tranh chấp à, anh mù này tranh luận với anh mù kia, không con voi là như cây quạt, anh nói không con voi là như cái cột nhà đó. Anh gặp cái đuôi thì nó con voi nó giống như cái chổi quét đó. Thì bây giờ làm sao, anh nào đúng? Không có anh nào đúng hết đấy, mà những cái anh đó là mình, những cái anh mù là mình. Chân lý nó không có cạnh khía, chân lý thì tròn đủ đầy đủ, chân lý không bao giờ khiếm khuyết. Và chân lý nó không ở đâu xa, nó ở ngay đây. Chỗ nào có oxy chỗ đó có chân lý, chỗ đó chỗ nào có hơi thở có sự sống chỗ đó có chân lý, không tìm đâu xa. Chẳng qua là cái không gian nó không cho phép mình để mình nhìn thấy chân lý, mà nó cuốn mình phải chạy theo nó, chạy theo những cái đúng cái sai, cái hay cái dở, công ăn việc làm vân vân và vân vân, đủ thứ trên đời chứ không đơn giản chỗ nào hết. Cho nên mình không thấy được, mình không có thời gian để mình thấy. Đến Đức Phật chúng ta nói đi nói lại, mình thấy cái Đức Phật của con người gọi là tuyệt luân. Chúng ta noi gương ngài được phần nào quý phần đó. Chúng ta tu là gì? Tu là mục đích để xây dựng cái nhân cách của mình càng ngày càng thăng tiến lên, càng ngày càng từ bỏ cái xấu. Cái xấu trong tâm mình chứ không đâu hết. Nó không ở xa, nó ở xa thì mình còn lánh được, chứ nó ở trong tâm khó lắm lận, khó ghê. Chứ đâu mà ở trong tâm mình mà mình ưa nó nữa, mình ôm ấp nó như con mình, như củ quý của mình, mình không bỏ, khó bỏ lắm các vị ạ. Xin thưa khó lắm. Đó là xuất phiền não ra. Mong rằng tất cả bà con mình đây, thầy trò mình đây, cố gắng bước ra khỏi nhà phiền não. Cố gắng, mà về rồi tinh tấn á, trong nhà Phật gọi là tinh tấn bước ra khỏi cái nhà phiền não. Bước ra, ai bước được bao nhiêu thì thảnh thơi nhẹ nhàng bấy nhiêu. Thảnh thơ túi rượu bầu á, mình nên nhẹ nhàng khoan thai đi, nhìn trời đất mênh mông mà sống cho nó sướng. Chứ không cứ bị vây, bị hãm trong những cái thứ, ôi trời, cuộc đời phiền quá, đủ thứ phiền não. Rồi bây giờ xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, rồi xuất tới tam giới gia. Ra cái nhà tam giới, nó gồm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cái đó cả thiên nan biển nan nữa. Ra khỏi cõi dục, ra khỏi chỗ dục giới. Dục giới là cái cõi mà nó hình thành, nó tạo nên bởi sự ham muốn.
trong một khía cạnh nào đó, cái sự ham muốn đúng đắn nó cũng tạo ra nhiều tốt lành cho xã hội, chứ không phải là hoàn toàn xấu ác. Không phải hoàn toàn xấu ác. Cái sự thăng tiến của con người là do cái sự ham muốn mà ra, hay nói khác là do cái khát vọng mà ra. Khát vọng thăng tiến, nói như Lão Tử là vi học nhật ích, đi với cái học càng ngày càng có ích, chứ mình không phủ nhận được. À, đấy kiểu hết giờ hả? Xin lỗi, uống miếng nước nha. Cho nên Đức Phật dạy là chúng ta phải ra khỏi cõi dục giới. Ra khỏi cõi dục giới. Cõi dục giới là, dục là gì? Là sự ham muốn bất chính, sự ham muốn ích kỷ, sự ham muốn không phù hợp với chân lý. Mà đó là ham muốn làm sao phù hợp với chân lý được? Mà chân lý ở đâu? Chân lý ở đâu? Xin thưa, chân lý ở đâu cũng có hết đấy. Mà điều có cái là chúng ta không nhìn ra thôi, không thấy được thôi. Cho nên các vị đọc kinh Phật, các vị nhớ cái câu này nè: thế gian được thấy bởi chúng sinh, nó khác với thế gian do Đức Phật thấy. Đức Phật thấy thế gian, còn chúng ta là thế gian được thấy bởi chúng ta. Nó là passivoi và activoi, nó là thụ động cách và năng động cách. Đức Phật là người năng động, là người thấy thế giới, thấy thế gian. Còn chúng ta, thế gian bị chúng ta thấy, bị chúng ta thấy là sao? Chúng ta thấy bằng cái tình cảm của mình, bằng cái tri thức, cái trình độ của mình, bằng cái cảm nhận riêng tư của mình mà mình nhìn thế gian. Chứ mình không thể nhìn thế gian một cách như Đức Phật thấy thế gian. Cho mình nhìn thế gian này, mình nhìn trong cái tư cách bị động, qua cái lăng kính của từng cá nhân một, của từng trình độ một, từng hoàn cảnh một. Khi buồn nhìn nó khác, khi vui nhìn nó khác. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cảnh thì nó không vui không buồn gì hết, nhưng mà tâm trạng của mình, từ cái tâm trạng là mình thấy cái cảnh bên ngoài nó buồn và nó vui. Như vậy là phiền não đấy. Cho nên ra khỏi nhà thế tục, xuất thế tục gia. Các vị phát tâm đi, tiếp tục phát tâm. Bản thân chúng tôi cũng vậy, cố gắng tu niệm, học hỏi công phu bái sám, để mong một ngày nào đó mình ra khỏi cái cõi tục, thế tục dục giới này, khỏi cõi dục giới, để không đi vào cảnh. Còn vô sắc giới là gì? Vô sắc giới là cái giới đó, nó không còn hình sắc nữa, nhưng nó còn tưởng, còn thọ, còn thức. Bởi vì thế giới này nó tồn tại rất nhiều dạng, chứ nó không phải tồn tại trong một dạng đầu mình và tay chân. Ngay như nước, các vị thấy nó tồn tại nhiều dạng. Thở rắn là đá, là tuyết, có phải vậy không nè? Thở loãng là nước mình uống, thở hơ là oxygen, hydrogen, H2O cũng là nước. Chứ đâu phải nước nó tồn tại trong một dạng đâu, nó tồn tại rất nhiều dạng. Thì chúng ta cũng vậy, cái năng lượng chúng ta, những nhà lượng tử học người ta nói không có cái gì sinh ra và cũng không có cái gì mất đi. Albert Einstein nói rất rõ về lượng tử học, không có cái gì sinh ra mà thiệt, không có cái gì sinh ra hết, không mà mất đi còn không chẳng có cái gì mất đi hết. Nó là duyên khởi mà. Nó trong một cái tình trạng thuận thì nó thành, mà trong tình trạng nghịch thì nó biến, nó tiêu. Mà nó tiêu nó đi về đâu, và nó thuận từ đâu đến?
Như Lai vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai không từ đâu đến hết. Và Như Lai cũng chẳng đi về đâu hết. Không có chỗ nào để Như Lai về, mà cũng chẳng từ chỗ nào mà Như Lai đến hết. Vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cũng không có chỗ nào để đi về hết. Tức là chân lý thì ở đâu cũng có mà. Chân lý đi về đâu mà chân lý từ đâu đến? Dạ thưa không có. Chân lý là chân lý, nó là bản như như thị. Nó là bản như như thị. Chẳng qua chúng ta không nhìn ra nó thôi. Đức Phật là cái người nhìn ra nó, thấy được. Đức Phật không phải là người sáng tạo vũ trụ. Đức Phật không phải là sáng tạo chân lý, mà Đức Phật là người nhìn thấy chân lý, khám phá ra chân lý và truyền giảng cái chân lý đó cho mọi người, cho nhân quần. 2600 năm hơn, chưa ai nói khác hơn Đức Phật, nói đúng hơn Đức Phật về vấn đề chân lý. Chứ nói Đức Phật là người sáng tạo chân lý, sáng tạo vũ trụ là sai à. Cho nên mình các Phật tử cũng phải hiểu cho rằng là Đức Phật không xưng ta là thần linh, không xưng ta là cái gì là cao thượng vô cùng, là thần quyền quyền biến gì hết đó, mà bổn sư thôi. Bổn sư là ông thầy gốc, ta là thầy thôi, ông thầy gốc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là cung kính ngài ông thầy gốc của con. Ngài là ông thầy gốc, ông thầy dẫn cái gì? Dẫn đường, dẫn lối cho con ra khỏi ba cảnh này: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vô sắc giới là gì? Là cái cảnh nó không còn hình sắc nữa, nhưng nó còn tồn tại trong thiền định, trong cảnh định. Mà khi nó đi vào phi tưởng xứ thiên, hay là vô biên thức, thì cái cảnh đó ta gọi là vô sắc giới. Nhưng mà nó cũng có cái giới hạn của nó, là khi mà anh xuất định thì anh phải trở về, anh phải trở lại cái cõi thực tế là cõi đời này. Cho nên Đức Phật mình, ngài không có theo mấy cái ông đạo sĩ ngài học. Ngài học tới cái độ mà tất cả những cái vị đạo sĩ nổi danh của Ấn Độ thời đó không giải quyết được thỏa mãn cái thắc mắc, cái tri thức, cái cần biết, cái cần giải quyết của ngài. Cho nên ngài từ bỏ hết tất cả những cái ông đạo sĩ nổi tiếng của thời đó, ngài không theo nữa. Bởi vì những người đó không giải quyết được những cái chuyện mà ngài đặt ra. Cho nên khi tôi qua Ấn Độ mà tôi lên cái chỗ mà gọi là ngài tu khổ hạnh 6 năm, tôi kinh hồn. Lạy Phật muôn vạn lạy, không tiếc chút nào hết. Ngày xưa tôi đọc trong sách, tôi nghe nói rằng ngài đi tu khổ hạnh trong cái vườn khổ hạnh lâm. Mình nghe sao nó thơ mộng quá. Khổ hạnh lâm, mình nghĩ rằng trong cái rừng đó cây cao bóng cả, rồi suối chảy róc rách, rồi yên tĩnh, những vị đạo sĩ dạo gót đi tu thanh thản trong cuộc đời. Mình cứ nghĩ nó đẹp quá, nó như bức tranh vẽ. Mà không ngờ qua cái chỗ đó là một cái vách đá khô cằn, nóng bỏng. Ở dưới này thì đất cát bụi bay rùm mịt trời. Ở trên cái vách núi thế này, vách đá thế này, thì trong đó có cái hang. Ngài ôi ôn hang tu 6 năm. Tôi kinh hồn. Nhìn nó không đơn giản. Nhiều người có nhìn thấy cái hang là bê hang. Tôi xin thưa là không phải. Ông ơi, một thái tử mà đi vô cái hang ở 6 năm. Ăn uống sao? Bệnh tật sao? Rồi nếu không giác ngộ được thì chết thì sao? Cái chuyện mạo hiểm vô cùng, liều lĩnh vô cùng. Thấy mình thấy mình là Đức Phật, đệ tử của Phật, mình thấy mình mà thấy hết được cái hành vi, những cái việc làm của ngài nó vĩ đại, mình không thể nào mình có thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được. Chăn êm niệm ấm không nằm, mà đi vô trong cái hang đá lởm chởm mà nằm. Đói khát mà tu, nắng cháy mưa dầu như vậy mà tu. Mà rồi có cái gì hứa hẹn phía trước không? Không. Không có gì hứa hẹn hết. Chỉ nỗ lực tự thân thôi. Cho nên khi mà đi, thầy Nhật Từ cũng đưa tới thăm cái nhà cái bà Sujata, cái bà mà cúng bát sữa cho Đức Phật á. Ở trong mấy ông đại thừa ở Trung Quốc á, ông thổi lên có vẻ thi văn lắm, nghe sướng lắm. Mục nữ cúng bát sữa. Nhưng mà cái đây là không phải mục nữ,
cái bà Sujata là bà đi ở nhà hàng xóm, bà về nhà bà trên đường đi bà cứ bưng bát cháo sữa. Thì Đức Phật ngài từ bỏ cái khổ hành lâm, cái hang đá đó, ngài về cái cội Bồ Đề bây giờ đó ngài tu. Thì ngài gần tới cái sông Ni Liên Thiền thì ngã quỵ, bởi vì hết sức rồi, kiệt sức rồi, ngã quỵ ngã gục xuống, không còn sức để đứng để đi được nữa. Thế bà Sujata này bà mới đỡ ngài dậy, bà hỏi thầy ngài một câu: ngài có phải là vị thần không? Thì Thái tử Tất Đạt Đa trả lời: không, ta không phải là vị thần, ta là người thú khổ hạnh, bị kiệt thức, bị kiệt sức. Sẵn bát cháo sữa bà cúng cho ngài, và sau khi ngài dùng bát cháo sữa, sức khỏe lần lần được hồi phục. Từ đó tới sông Ni Liên Thiền, ngài vượt qua khỏi cái dòng sông khách tới Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 500-600 thước gì đó, ở dưới gốc cây ngài tu, và ngài bừng tỉnh thành đạo. Bừng tỉnh thành đạo. Cái việc làm mà bây giờ cái rộ thầy Nhật Từ cũng đưa đến thăm cái nền nhà của cái bà Sujata này, ta xây một cái tháp tưởng niệm bà, ghi nhận công đức của bà. Nhờ các bát sữa mà còn có ông Phật, không có bát sữa là chắc ngài chết rồi, kiệt sức chết rồi. Mình ở đây mình gọi là cố ti gan tất, mà nghĩa so nghìn vàng, này hơn nghìn vàng nữa, hơn nghìn vàng. Nhờ cái bát sữa cái bà Sujata này mà Đức Phật được hồi phục sức khỏe, mà nhờ cái hồi phục đó ngài mới tu và thành đạo. Ngài tu thành đạo, và cái sự thành đạo này không phải là ngồi dưới 49 ngày như thầy Nhật Từ ông giảng, tôi đồng ý, nó có hai cái tiệm tiến và đột biến. Trong triết học nó có hai cái danh từ: tiềm tiến và đột biến. Cái ngộ đạo của ngài trong 49 ngày ngồi với cội Bồ Đề là do cái quá trình tiềm tiến 6 năm tu khổ hạnh, mà tu khổ hạnh là biết bao nhiêu dòng tâm tư, tâm sự nó tuôn chảy trong não, trong đầu của Đức Phật, chứ đâu phải là ngồi với khúc cây. Có phải giờ các vị đồng ý không nè? Ngồi tu khổ hạnh nhưng mà trong đầu luôn luôn tư duy, biết bao nhiêu là dòng tư tưởng nó tuôn chảy trong cái thần kinh, trong đầu của ngài, trong bộ não của ngài, suy nghĩ về đủ thứ đủ diện, nếu không khéo mà điên lên ấy, không phải chuyện đó. 6 năm là ngồi mà tư duy, đến cái lúc 49 ngày nhìn sao mai lố dạng thì ngài ngộ đạo. Ngài ngộ đạo thì cái ngộ đạo này ta gọi là đột biến, nhưng mà cái đột biến này nó nhờ anh nấu từ nước lạnh, nó sôi từ 5 độ, 10 độ, 15, 20 độ tới 90 độ nó mới sôi đó. Chứ anh bắt ấm nước lên nó sôi liền được ha? Cái sôi là cái đột biến. Còn nó đi từ 1 độ, 2 độ tới 90 độ là cái tiệm tiến. Thì quá trình của ngài ngồi trong hang đá 6 năm, cũng như bao nhiêu năm mà ngài theo mấy ông đạo sĩ kia, là biết bao nhiêu dòng tư tưởng ở trong đầu. Ngài suy nghĩ về cuộc đời, về thế gian, về con người, và ngài đã ra được. Ngài đã chứng ngộ được. Ngon quá. Ngộ. Cho nên ngài cười. Khi ngài nhìn chứng đạo, ngài cười. Ngài cười to. Ra khỏi hết thế tục gia rồi, phiền não gia rồi, tam giới gia, ngài đi một rập cái đi hết. 2600 năm hơn, thiên hạ chưa ai có người thứ hai. Chưa có. Cho nên lạy Phật. Thôi thầy trò huynh đệ mình có bao nhiêu thời gian đây trao đổi chút gì thôi, nếu có duyên nữa thì chúng tôi sẽ trao đổi với các vị, và sẽ trao đổi cách khác bằng cách là đối thoại, chứ không có giải xuông một chiều ha. Bây giờ là hết giờ là phải không? Thôi xin đứng dậy, mời đứng dậy hồi hướng. Cung thỉnh hòa thượng và đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.
Phật. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.